Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Trong những thời gian mà về làm chương trình các tỉnh duyên hải miền Trung, tôi có ghé thăm vườn anh Đỗ Minh Cảnh, địa chỉ là thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Trước mặt chúng ta là con đường quốc lộ 1 cũ. Vâng. Đây là logo và số điện thoại của anh Minh Cảnh. 0905 999 111. Số rất tuyệt vời. Và bây giờ Đỗ Sinh cùng các bạn chúng ta vào giao lưu và chia sẻ vườn cảnh bonsai Minh Cảnh, chuyên bonsai cây cảnh và chậu gốm các loại. Hiện tại bây giờ là 10 giờ 30 phút trưa ngày 27 tháng 6 2022, với cái nắng miền Trung, nắng Bình Định cực kỳ là lớn. Vâng, chào anh Đỗ Minh Cảnh nhé. Chào bác Đỗ Sinh. Mến chào tất cả quý anh chị em yêu bộ môn nghệ thuật bonsai trên cả nước. Lời nói đầu tiên thì cho phép nhà vườn cảnh bonsai cũng xin gửi lời chào đến bác Đỗ Sinh. Vâng. Và chúc cho tất cả quý vị đang theo dõi kênh của bác Đỗ Sinh thật là nhiều sức khỏe và sẽ sở hữu cho mình nhiều tác phẩm đẹp, tác phẩm quý để chúng ta mang về vườn, chúng ta trưng bày cũng như chúng ta thưởng lãm. Vâng, xin cảm ơn anh. Đỗ Sinh cũng cùng với các bạn, chúng ta sẽ có rất nhiều những cuốn video hấp dẫn tại vườn anh Minh Cảnh. Bởi vì qua cái thời gian giao lưu với nhau qua Zalo, qua Facebook, tôi được biết là hình ảnh của vườn anh Minh Cảnh này, anh ấy chuyển cho tôi những hình ảnh của những cái tác phẩm rất đặc biệt. Và là một người có cái mỹ thuật, có một cái tay nghề làm bonsai rất là đẹp, với nhiều cộng tác viên là những người nghệ nhân. Chúng tôi vẫn hay vui là có cả nghệ nhân và có cả gừng nhân đến đây hỗ trợ nữa, cho nên anh tạo dựng được một khu vườn rất là phong phú, có cái nét nghệ thuật rất cao. Vài phép mấy cái phút ban đầu chúng tôi sẽ đưa cái hình ảnh chung của khu vườn anh Minh Cảnh, sau đó chúng ta sẽ chọn một số những cái tác phẩm để cùng nhau giao lưu. Vâng, ở ngoài bà logo quảng cáo, các bạn đọc thấy dòng chữ là cây cảnh nghệ thuật và chậu cảnh các loại. Đây, cái bộ sưu tập của anh từ chậu gốm của Việt Nam và chậu gốm của Trung Quốc rất đa dạng. Và đặc biệt có những cái chậu mà chúng ta hay dùng từ là chậu xưa, những cây gậu gốm của Việt Nam có từ trước những cái năm 75 trở về trước. Anh cũng trưng bày một số. Trong nữa tôi sẽ đăng tải cái hình ảnh cuốn video cuối cùng là những cái lô chậu đôn rất đẹp của vườn anh Minh Cảnh để các bạn giao lưu. Với những cái chậu và những cái đôn chậu xưa, anh đã mở ra một cái bộ sưu tập rất phong phú tại đây. Và bây giờ Đỗ Sinh cùng với các bạn chúng ta trở lại với vườn bonsai nghệ thuật ở phía bên ngoài này. Mà cũng có đó, cái nhiều điểm hiện nay là có cái trái này nó phải phấn và nhiều, thành vậy cho số cây bắt đầu nó từ phấn ra này. Hải Châu lá nhỏ này.
nhà mình có một cây nó sai quả lắm, hải châu lá nhỏ, nhưng mà nếu có ong có ruồi bậu đến lại rất nhiều quả. Đúng rồi, tí là đầu cái nó nhiều. Vâng. Sau đó nó chín rực rỡ như là ớt đấy. Đây này, ta đang dùng lắm bạc. Vâng, và bây giờ tôi sẽ giới thiệu luôn ngay từ một tác phẩm tầm nhỏ một người bê được, đó là một cây hải châu, dòng châu lá nhỏ đây. Chạy xe đậu dưới bóng cây thì là nó dừng lại. Không. Vâng, một cây hải châu lá nhỏ mà có đủ 3 yếu tố nhá. Thứ nhất là những cái nụ hoa sắp nở này, những bông hoa đã nở rồi này, những trái màu xanh này và những trái chín màu đỏ này, rất tuyệt vời. Mà nhìn cái lá hải châu á, chúng ta đặc biệt cả rất là có cảm tình, lá nhỏ đều lá và rất bóng. Cái này làm kỹ lắm mà bác. Còn phía dưới chúng ta quan sát cái phần cốt cây rất là già và làm cực kỳ là kỹ luôn, rất trau chuốt, không còn có dây kẽm nữa. Và cây đã già tên tại Giam Chi luôn đấy. Mà là một trong những cây mà chúng ta nhận xét có những cái nét rất kỳ dị, bởi hai cái rễ lớn trống tạo thành cái nhịp cầu trên cái đường đi của thân cây này. Anh Cảnh hai tay nhấc lên bê hộ đi. Thể hiện là sự nhẹ nhàng của một cây tầm 1 bê, rất nhẹ nhàng. Rồi, tuyệt vời đấy. Mà cái chậu này của anh là bằng chậu men gốm men dạn đấy. Vâng, men dạn rất đẹp nhá. Đồng bộ với một cái đôn cũng là men dạn luôn, màu trắng. Đẹp quá nhỉ. Cây này mà giao lưu thì giá bao nhiêu anh ơi? Tác phẩm này thì cũng nhân dịp mà bác Sinh về vườn của Cảnh Bonsai để cùng chia sẻ đến tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước. Thì cái tác phẩm này thì quý vị yêu cây thì các anh em mà chơi cây thì nhìn vào thì cũng biết cái giá trị về thời gian mà để tạo tác ra một tác phẩm này cũng khá là lâu. Vâng. Thì đúng ra tác phẩm này nếu mà nhà vườn mình giao lưu thì khoảng tầm 27 triệu. Nhưng mà trong cái chuyến mà được bác Hữu Sinh về đây thì hôm nay nhà vườn sẽ giao lưu cho anh em cái tác phẩm này là giá là 21 triệu. Vâng. Bao ship và để gửi đến giống như là một món quà mà nhà vườn Cảnh Bonsai muốn gửi tặng đến tất cả các anh em đang theo dõi kênh của bác Hữu Sinh. Vâng. Dạ. Bình thường là với giá 26 triệu. Dạ đúng. Hôm nay anh cũng là một cái phần thưởng và giao lưu qua kênh Đỗ Sinh. Giống như một cái món quà. Một cái phần quà đối với khán giả của kênh Đỗ Sinh là còn 21 triệu mà bao ship toàn quốc. Dạ đúng rồi. Vâng, rất cảm ơn anh. Đó là cũng là một cái tình cảm, một cái... Năm năm rồi, cái này nuôi ấy hơn 7 năm. Cái vàng tây này nuôi hơn 7 năm. Cốt rừng là em không tính nhưng mà cái vàng tây á. Vâng. Dạ. Đẹp rồi. Bây giờ Đỗ Sinh cùng với chúng ta tiếp tục tham quan những tác phẩm tiếp theo này. Vâng, bây giờ chúng ta chuyển tiếp đến một cây tùng La Hán. Ngắm một cây tùng dáng trực huyền mà phải nói là tôi rất là ngỡ ngàng ấy. Đặc biệt nhất là cái bộ bệ đế của cái đường đi của thân. Đẹp không? Đẹp đẹp, gọi là cạn lời luôn đấy. Các bác nhìn này. Cái này được đào tạo kỳ á bác Sinh. Cái này em nuôi cũng khá là lâu. Vâng. Khá gọi là từ tất cả các cái chốt này là làm vành gọi là những cái tút này rất kỹ. Mà tùng mà vào những cái co này rất khó. Nói chung là thời gian rất là lâu. Thực ra khi ngắm cây tùng La Hán như thế này thì ở phía ngoài Bắc ấy, tôi đi nhiều nhà vườn rồi. Riêng cái dòng cây tùng La Hán ấy, tôi chưa nhìn thấy có vườn nào mà sở hữu một cây tùng La Hán đẹp như cây này. Tôi khẳng định cái điều ấy. Sáng lá này là lá Đài Loan, sáng quanh năm mà bác Sinh rồi. Mà nó ra quả nữa. Vâng. Tùng là tùng trái á, tùng trái rinh luôn. Đẹp quá. À,
Nếu nói về vết sẹo thì không có nữa. Cái đường chảy dưới này mùi rất và đau. Bây giờ tôi cúi xuống để tôi xem cái đường đi của cái thân Huyền này, cho các bác quan sát kỹ hơn này. Tốt chảy. Rồi, anh bỏ tay ra đi, tôi sẽ xoay. Quá đẹp nhỉ. Anh đứng bên này lấy cái so sánh, anh đứng bên này. Tôi dùng anh cảnh đứng cạnh để chúng ta so sánh được. Người anh quá bé nhỏ so với cái bộ chơi. Rồi. Tàn nó hơn 3 mét. Hơn 3 mét xài tàn đúng không? Yeah. Đẹp thật đấy. Vâng, chia tay với cây tùng, chúng ta di chuyển đến một tác phẩm khế. Anh có thể cung cấp cái đường kính của cái chậu đang mà cây khế đặt lên là khoảng bao nhiêu? Dạ, 1 mét. Chậu tròn 1 mét à? Vâng, chậu tròn đường kính 1 mét này. Cái này thì... mốc trắng hết như là quét sơn đấy nhỉ? Còn cái vanh này thì chắc chắn là nếu mà chậu 1 mét thì đường kính cái này vào khoảng độ 80cm. Nó vào khoảng độ 2 mét rưỡi vanh đấy. Hơn đấy. Ờ. Này tác phẩm cực kỳ tâm đắc của vườn em ạ. Và cây khế đẹp quá. Cái này ngày xưa cái vết kết đầu tiên ở vị trí này là nuôi hơn 18 năm. Hết sẹo rồi đấy. Yeah, nó chỉ còn một tí gọi như là cái mắt ngọc, cái giếng ngọc thôi. Yeah, cái này sư phụ em nuôi hơn 18 năm cái mạch kết này. Và nó là dòng khế chua, khế ngọt đấy. Khế chua. Khế chua, rồi. Và trên cái đôn anh xoay được. Rất là khoa học, tôi đỡ phải di chuyển xung quanh. Cái mạch sêu này rất là đẹp, cái này nu nó càng ngày càng biến bác sinh. Nó biến coi nó, nu nó càng ngày càng to ra. Vâng. Da nó phải đỏ, nó trùng lại. Hiện tại tôi đang quay ở cái thời tiết cực kỳ là nắng, cho nên là những cái bóng lá và thân cây nó in xuống gốc, nó hơi lốm đốm một chút. Khi nào mà trời dâm mà các bác xem kỹ qua cái Zalo của anh Cảnh giới thiệu thêm ấy, để chúng ta quyết định là giao lưu hay không ấy, thì nó sẽ cụ thể hơn. Này, trời xanh không còn một gợn mây này. Đấy. Nắng bình định đấy. Thực ra tôi với anh Cảnh quen nhau lâu rồi qua cái trang mạng. Lần này thì vào với làm cái chương trình ở triển lãm Tuy Hòa Phú Yên thì tôi bớt chút thời gian tôi đi ra Bình Định ghé thăm được vườn của anh ấy thôi. Còn tất cả các cái vườn khác có lời mời mà theo cái hứa hẹn ấy, thì tôi sẽ khất 1 đến 2 tháng nữa sau khi căn nhà của tôi ở ngoài Hà Nội, ngoài Ba Vì xong thì tôi sẽ có thời gian tôi đi nhiều hơn. Vào cái dịp tháng 9, tháng 10 tôi sẽ trở lại với các anh. Nhũn nhão. Rất là nhũn. Tất cả cái bệ này những cái điểm u cục rồi, những cái màu sắc của dấu ấn thời gian của cái nét tuổi cộng với những cái dạng vỡ của vỏ, mà nó là quá là một cái tác phẩm rất là quý. Vâng, chia tay với một cây khế chua rất là đẹp, chúng ta đến với một tác phẩm ruối này. Tôi sẽ cố gắng không có tác phẩm thứ hai lặp lại, mỗi một cây một loại thôi. Đấy, để chúng ta không nhàm chán. Một cây ruối mà anh đặt tên là gì? Long Cuốn Thủy. Long Cuốn Thủy. Vâng, cái cây này có quay được không? Cây này không quay được. Không quay được à? Thế để tôi đi xung quanh. Chúng ta đi cái sát vào cái bệ của cây ruối Long Cuốn Thủy trước này. Đúng là một con rồng đang cuộn lên. Đấy. Và phía trên biểu tượng như là một tia đang phun nước, đang cuộn trào cái dòng nước lên. Đấy.
cái đường thân của nó rất nghiệt. Những hết. Anh xin thấy cái mặt cát hay cái đoạn này là ngày xưa là anh em người ta lúc người ta ủ phôi vậy bác tình. Vâng. Người ta làm nài luôn cái rễ này này. Độc đáo là độc đáo từ cái rễ này nó mới làm cho cái mặt thèo này liền luôn này. Nhanh liền. Dạ, cho dúi mà. Và lại dúi để có một cái rễ buông rất nghệ thuật chỗ này. Dúi không nó không liền thèo được đâu, nhưng mà nhờ cái rễ này này. Rồi, hay quá nhỉ. Cái này đỡ cái cây này để nó chống để nuôi tiếp cái cần, bơm cái cần này cho to lên nữa. Vâng. Nó đẹp. À, chúng ta được biết là một số những cái tác cây dúi mà vừa rồi ở ngoài Bắc giao dịch ấy, có những cây đến hàng gần chục tỷ ấy. Tôi được biết là cũng xuất xứ từ Bình Định. Đấy. Bởi vì nói về những cây dúi ở Bình Định ấy, là những cây dúi mà có một cái nét đặc trưng của vùng miền. Thân đều màu trắng toát hết. Và có những cây mà tôi đi thăm ở các cái vùng miền ấy, còn đang đứng ở ven đường cũng to như một người ôm ấy. Những cây dúi cổ rất là đẹp. Cái này vô cái xây chơi bác xem. Vô cái xây là kích 40 bê. Cái chậu này đường kính kheo có đến mét không? Không, cái này 80. 80. 80 đúng rồi. 85. Đặt trên một cái chậu tròn đường kính 80. Đẹp quá. Và cây dúi Long Cuốn Thủy này mà giao lưu thì giá bao nhiêu anh ơi? Cái này giao lưu giá 250 triệu. 250 triệu. Vâng. Số điện thoại của anh Cảnh ở phút đầu video mà tôi có cái quay cái logo nhà vườn đấy. Và tôi cũng sẽ ghi ở cái tiêu đề giới thiệu video để chúng ta tiện việc giao lưu nhé. Số điện thoại là 0905 999 111. Rất dễ nhớ các bác ạ. Vâng, chia tay với tác phẩm dúi Long Cuốn Thủy, chúng ta đến với một cây lục vừng. Cây lục vừng này thì theo anh thì cái chiều cao từ mặt chậu lên đến đỉnh ngọn là khoảng bao nhiêu anh? Dạ, chắc tầm 1,5 m đổ lại. 1,5 m. Rồi. Cái này túi chậu của nó thì ôi trời ơi, khỏi nói rồi. Đây là hình ảnh của cái khoanh rễ trong cái chậu nhỏ hơn. Sau đó anh đưa ra cái chậu Đồng Nai Bát Tiên mới này. Đấy. Cái chậu này giờ chiều dài khoảng bao nhiêu nhỉ? Chậu này mét mấy bác sĩ? Tầm mét 2 ạ. Rộng dài mét 2, rộng bao nhiêu? Rộng 80, rộng 80 đúng rồi. Mét 2 80. Thì vô cái chậu tròn nóng ạ. Nên cho nó vô chậu tròn nóng trở lại. Vừa phôm nó body lại đẹp. Ôi dồi ôi, hoa dữ lắm. Cái này là nó gần như hoa quanh năm á. Đây này nó kỳ rồi, mới ra mấy cái giòi hoa nữa này. Đấy là nó rụng hết rồi. Dạ, nó mới tàn này. Rồi rồi. Nó là cứ 2-3 tháng nó bắt đầu nó ra hoa lần. Siêu hoa. Hoa lần. Nó già dâm này. Bắt đầu dâm nó già quá rồi thì nó thường hoa. Cái này cái mạch trước. Mạch tiền. Tác phẩm là túi chậu. Cây này thì hai phía đều như nhau. Yeah. Chơi hai phía. Túi chậu nó nhiều lắm, túi chậu nó nhiều năm lắm. Đẹp quá nhỉ. Yeah. Vâng, với hình ảnh của tác phẩm Lộc Vừng, Đỗ Sinh cũng xin khép lại cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau. Hình ảnh vườn cảnh anh Đỗ Minh Cảnh, tôi vẫn nói vui với anh em họ Đỗ với nhau đấy. Từ ở Ba Vì, Hà Nội, vào đây để tìm được ông em họ. Chúng tôi nói chuyện qua mãi Zalo rồi, hàng mấy năm nay rồi. Nhưng mà trở lại Bình Định thì cái điểm đến đầu tiên của tôi đó là vườn anh Minh Cảnh. Xin các bạn chúng ta tiếp tục theo dõi ở những cuốn video tiếp theo.